Các em nhìn bài này cũng chỉnh chu, cũng hoàn chỉnh, cho nên coi người khác chấm thì sao là sao thầy không biết, nhưng với thầy chấm thì bài này vẫn chưa đạt yêu cầu. Chính vì vậy mà thầy đã luôn luôn nhắc với các em là thầy hỗ trợ các em để đáp ứng chuẩn, chứ thầy không có hạ chuẩn để phù hợp với các em. Cho nên các em lưu ý ha. Thứ nhất, thầy nhận định cái bài này nó chưa đủ cái dung lượng cần thiết, nó chưa đủ 15 tài liệu tham khảo. Thầy yêu cầu 15 tài liệu tham khảo, cho nên chúng ta phải có đủ 15 tài liệu tham khảo. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái Bách Khoa Wiki này các em, nó không phải là nguồn để mình trích dẫn. Bách Khoa Wiki không phải là nguồn để trích dẫn các em nha, lưu ý với thầy. Wiki không phải là nguồn trích dẫn. Nếu như chúng ta trích dẫn bằng những tri thức thì chúng ta phải lựa chọn những bài tạp chí, những bài viết nghiên cứu. Còn nếu như chúng ta chọn với tư cách là thông tin thì chúng ta có thể lấy những cái bài đăng trên cái trang web, bởi vì nó cung cấp thông tin, là cái nhật báo hàng ngày, bởi vì chúng ta cần thông tin. Nhưng mà khi chúng ta cần những nhận định, những khái niệm, những phân tích về mặt học thuật thì buộc các em phải sử dụng các cái bài báo và các cái nghiên cứu, chứ không được sử dụng những cái bài viết mang tính chất phi chính thống như thế này. Đó là cái lưu ý thứ nhất, cho nên cái mục thứ ba không có đạt các em nha. Rồi thế thì về nội dung thì bạn lựa chọn về sự can thiệp của nhà nước, cho nên là thầy nhìn xem cái mở bài của bạn như thế nào. Đây, mở bài như vậy, các em thấy kinh tế thị trường là cách thức tổ chức nền kinh tế xã hội, trong đó có hệ kinh tế cá nhân hiện có mua bán hàng hóa. Như vậy các em nghĩ xem cái câu này là câu của ai, các em nhìn cái câu này là câu của ai, các em có phải là của bạn hay là của người khác, các bạn hay các người khác. Các em, câu này mình nên trích dẫn, bởi vì sao nên trích dẫn, vì sao các em? Bởi vì nó là gần như đây là một khái niệm, đúng không? Nên trích dẫn bởi vì nó gần như là một khái niệm, mà vì nó gần như là một khái niệm cho nên mình phải buộc mình phải sử dụng những cái trích dẫn của người khác để mình minh chứng rằng đây là nó có cơ sở, chứ không phải mình tự mình bịa ra. Cho nên các em phải lưu ý cái đoạn này. Khi đó tất cả các quan hệ kinh tế trong quá trình tái sản xuất xã hội đều được tiền tệ hóa, các yếu tố của sản xuất đều là đối tượng mua bán hàng hóa. Thì cái này cái câu này nó có nói lên điều gì, nó nói là điều gì các em? Nó giải thích cái ý này, đúng không? Nó giải thích cái ý này. Nhưng mà thực chất là gì? Thực chất là mình có thể bỏ được. Bởi vì sao? Bởi vì cái trọng tâm của cái khái niệm kinh tế thị trường không phải là nếu như các em coi nhớ lắm là trọng tâm của mình thì mình sẽ phân tích theo kiểu khác. Nhưng mà phân tích như thế này thì nó cũng được, nhưng mà mình lại tốn chữ. Cho nên các em lưu ý cân nhắc những cái phần này. Chúng ta mở bài như thế này. Và cái phần này nó vẫn với bạn đọc thì vẫn còn nằm trong mở bài. Cái phần này cũng vậy nè, những nhận định này của ai các em cũng phải đưa vô, bởi vì trích dẫn. Các em thấy em trích dẫn rồi, thế thì bây giờ thì các em nhìn đây, nhìn cái mở bài của bạn đã nói lên được cái chủ đề của bài viết chưa? Dù khi mà đọc vào cái mở bài này, người ta nhận ra được bài viết này nói về cái gì chưa các em? Chưa, đúng không? Khi cái mở bài này người ta chưa nói, đọc cái mở bài này người ta không thể hình dung được cái bài viết này đang viết về vấn đề gì. Như vậy cái chức năng của mở bài nó đã bị gọi là không có đảm bảo, chức năng nó bị suy thoái rồi. Mở bài, mục đích mở bài của em là dẫn dắt và cung cấp cho người ta biết rằng các em đang nói cái gì. Đó là mở bài. Cho nên ít nhất các em phải có những từ khóa, chẳng hạn gì đây, lịch sử mô hình đúng không, trình bày về mô hình phát triển, trình bày các mô hình phát triển. Ít nhất các em cũng phải là bài viết này trình bày các mô hình gì các em, các cái mô hình kinh tế, thì mô hình kinh tế trong lịch sử bao gồm kinh tế thị trường tự do, kinh tế thị trường có sự can thiệp của nhà nước, đúng không, và theo cái màu sắc xã hội chủ nghĩa. Ít nhất mình phải trình bày như vậy thì lúc đấy người ta sẽ biết rằng là có ba cái mô hình kinh tế tự do, mô hình có sự can thiệp và mô hình theo can thiệp theo cái kiểu định hướng nhà nước. Hoặc là các em có thể góp thành hai cái nội dung thứ nhất là mô hình kinh tế thị trường tự do, và nội dung thứ hai là gì các em? Kinh tế thị trường có sự can thiệp của nhà nước và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì đó chính là gì? Đó chính là cái mở bài của mình. Như vậy cái chức năng của mở bài là fail mất rồi, và các em khoe những kiến thức, nhưng mà kiến thức này không phải của các em. Các em thấy không? Khoe kiến thức này không phải của các em mà các em không trích dẫn. Với thầy thì nó chưa đủ. Cho nên á, là nếu như các em muốn khoe là phải khoe như thế này nè. Trích dẫn như thế này, xong mình nhận định, mình phân tích. Theo cái suy nghĩ của mình,
về cái vấn đề này nè, về vấn đề này, để từ đó mình liên hệ tới cái chủ đề của mình viết, thì đó là cái riêng của mình, đó là cái riêng của mình và thể hiện cái sâu của mình, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ các em nói là đây nè, nó khách là nền kinh tế thị trường là gì các em? Nó là có sự vận hành của quy luật gì? Quy luật cung cầu, đúng không? Hay nói khác là thị trường đó là sự vận hành, là không gian để vận hành các quy luật, trong đó có quy luật cung và cầu, quy luật quan trọng, quy luật cung cầu. Hả? Rồi các em nói là thị trường là gì các em? Và thị trường nó giúp cho trả lời được ba câu hỏi: sản xuất cho cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai. Tuy nhiên bởi vì một số cái vấn đề, cho nên là vì một số lý do như ABCB, trên thị trường nó có thể xuất hiện thất bại, và khi đó cái bàn tay vô hình nó không hiệu quả và đòi hỏi sự can thiệp của nhà nước. Hay nói khác là gì, dựa vào cái bàn tay vô hình, cái chức năng của thị trường, người ta có thể chia thành gì các em, chỉ có thể phân định thành là thị trường kinh nền kinh tế tự do, nền kinh tế có sự can thiệp của nhà nước. Đó, bắt đầu mình vô cái mở bài như vậy. Khi em nói như vậy thì cái bài mở bài nó có chất hơn rất là nhiều, và nó là cái sự riêng tư của các em ha. Mình vừa nói, mình vừa trích, mình vừa dẫn, mình support cái ý của mình, thì đó chính là cái mở bài. Rồi thế bây giờ chúng ta đi xem bạn trình bày cái ý thứ nhất, đó là mô hình kinh tế thị trường tự do ha. Thế thì bạn bạn phải cho thầy biết mô hình kinh tế thị trường tự do là gì, đúng không? Đầu tiên người ta sẽ hiểu được, thể sẽ quan tâm là à bạn đang nói mô hình là gì, đúng không? Kinh tế tự do là gì các em? Mô hình kinh tế tự do là mô hình kinh tế thị trường mà ở đấy nó vận hành theo gì, theo tự bản thân nó vận hành theo các quy luật gì các em? Quy luật của bản thân nó, đúng không? Và không có sự can thiệp của nhà nước, cho nên nó là gì, là tự do. Và nó có một số đặc điểm ví dụ như thế này, là đề cao vai trò của sở hữu tư nhân, tự do cá nhân và cạnh tranh tự do. Đó, em như thế ha. Rồi những cái này, những cái này là những cái mình phải trích dẫn, mình phải trích dẫn, mình phải trích dẫn, mình phải trích dẫn, và mình bình luận, mình nhận xét vô phần này các em thiếu trích dẫn. Nền kinh tế thị trường tự do thiếu trích dẫn. Và hơn nữa các em biết, nhìn cái bài đọc này nè, bài đọc này các em nhìn cái bài viết của bạn nè, đó. Nhìn bài viết của bạn nè, là thầy biết rằng là bạn ít đọc. Thầy chỉ đơn giản thầy nhìn lướt qua một phát là thầy thấy bạn ít đọc. Cho nếu như tại vì cái mô hình kinh tế thị trường tự do em, nó có rất là nhiều cái bài viết về mô hình kinh tế thị trường tự do này, và bạn là người ít đọc, cho nên bạn chỉ viết một cái rất là ngắn như thế này thôi, hàng ngắt hàng ngắn. Tất nhiên thì 1.500 từ không thể viết dài, nhưng mà rõ ràng cái độ sâu của bài viết này chưa có, đúng không? Độ sâu của bài viết này chưa có, cho nên là và đồng thời cái sự trích dẫn của bạn này cũng chưa có, cho nên là cái phần này nó cũng chưa gọi là đạt lắm. Rồi đến cái nội dung thứ hai, sự điều tiết nền kinh tế thị trường bởi bàn tay vô hình không hiệu quả, thất bại. Rồi như vậy là đây, bạn bắt đầu bằng dẫn qua, bạn dẫn qua gọi gọi là sự can thiệp, có sự can thiệp của nhà nước. Rồi em nhìn cái câu này, cái nguyên đoạn này bị trùng không các em? Nguyên đoạn này là bị lặp ý, nhưng mà ý thì là ý, ý không quan trọng, lặp ý nhưng mà ý không quan trọng, cho nên em nhìn ha. Đó. Rồi tự nhiên cái ba em đang nói chưa nói gì hết mà bắt đầu nói đến cái mở rộng ý rồi. Cái này là mở rộng ý, nhưng mở rộng ý chưa đúng lúc, mở rộng ý chưa đúng lúc các em ha, mở rộng ý chưa đúng lúc. Rồi thế thì bây giờ các em nhìn thấy nè, bạn viết nè, bạn viết bắt đầu là những khiếm khuyết cơ chế thì có thể thất bại trong việc giải quyết một số vấn đề, vân vân. Bạn nói như vậy là nói những cái gì các em? Hay dịch hàng hóa công, dịch vụ công, vân 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 vân. Nhưng mà thầy cần những cái thuật ngữ nó chuyên sâu hơn chút xíu. Rồi thầy 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 bị tắt rồi. Thầy cần này là cần cái thuật ngữ thêm một chút xíu, em cần gì thêm nhiều thuật ngữ nữa. Cần thêm nhiều thuật ngữ nữa ha. Rồi, đó là cái mà cái thầy thầy lưu ý cho các bạn ha. Rồi thì bây giờ cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa này nó là một phần, em lại tập trung quá nhiều vào nó, thì cũng cũng nên hạn chế lại, cân đối lại cái bài viết của mình. Như vậy bài của bạn thì thầy thấy là cái hàm lượng, cái bài đọc, hàm lượng cái đọc của bạn chưa có nhiều.
bạn đọc không có nhiều các em. Bạn biết cách làm, bạn biết cách phát triển ý, bạn biết cách tiếp dẫn cũng có là tập trung đó. Học người nhìn là cái bài là biết là trên lớp có tập trung. Nhưng mà cái độ sâu thì nó vẫn chưa có đảm bảo. Em nha, cho nên là sửa lại cái độ sâu cho thầy và sửa lại cái mở bài cho thầy, sửa lại cái kết bài, sửa lại cái mở bài cho thầy và lưu ý thêm độ sâu vô và thêm nhiều trích dẫn vô. Bởi vì liên quan đến thị trường có rất là nhiều cái nội dung cần rất nhiều nhiều lắm em, nhiều lắm, đọc nó viết hay lắm. Nó viết hay hơn những gì thầy giảng trên lớp. Vì thầy những gì thầy giảng lớp là những cái thầy mang tính chất cơ bản chứ không phải là mang tính chất là chi tiết. Cho nên là chỉ có cái thầy ở trên trên lớp thầy có chức năng là nêu lại kiến thức cơ bản và thầy gợi mở những kiến thức rộng hơn cho các em thôi, chứ trên lớp nó không có chức năng thay thế cho những cái kiến thức mà các em sẽ đọc ở những cái bài nghiên cứu. Cho nên các em phải đọc và như vậy thì mình phải thấm được. Các bạn dùng game. Nhưng mà bài này mà người khác chấm á, là khoảng 8 9 điểm, nhưng mà đối với thầy là chưa đạt bởi vì nó chưa đủ đồ. Sinh viên năm thứ nhất mà chấp nhận được, sinh viên năm thứ hai thầy thấy chưa phù hợp, phải bổ sung thêm. Rồi đấy là một cái bài của một một bạn. Như vậy các em hình dung quan trọng nhất là các em không có biết cách trích dẫn các em nha. Các em không biết cách trích dẫn cho nên có những chỗ cần trích dẫn thì các bạn lại gì? À, các bạn lại không trích dẫn. Có những chỗ không cần trích dẫn thì các bạn lại trích dẫn. Rồi bạn Gia Huỳnh có đây không? Bạn Gia Huỳnh. Gia Huỳnh đâu rồi? Có đây không? Gia Huỳnh có không em? Rồi không có đúng không? Rồi bạn thầy tính sửa bài cho bạn Gia Huỳnh thì ưu tiên cho bạn Gia Huỳnh chút xíu, bạn Gia Huỳnh không có thì thôi. Bạn nào bạn Giang, thầy sửa muốn sửa bài của bạn Giang. Dạ. Đây, vì sao những bạn nghiên cứu học thầy ưu ái hơn chút xíu? Thực ra thầy thì thầy quan tâm đến mọi người, bởi vì bạn Gia Quỳnh thì thầy bạn nó có cái hạn chế về ngôn ngữ cho nên thầy cũng hỗ trợ các bạn nó thực chuyện hơn chút xíu. Còn những cái bạn mà nghiên cứu học nè là bởi vì các em cần phải được hướng dẫn kỹ hơn để sau này làm quen với cái việc viết viết bài nghiên cứu học, cho nên sau này các em sẽ đỡ bị bỡ ngỡ và đỡ bị căng thẳng, cho nên là thầy hỗ trợ các em trước, còn những bạn khác thì thầy sẽ hỗ trợ sau. Tại vì lớp chúng ta có mấy chục đứa và không những lớp mình mà lớp khác nữa nó cũng có nhiều nhóm các em, cho nên là thầy hỗ trợ một lúc là thầy sẽ không hỗ trợ được hết, cho nên thầy phải hỗ trợ theo đợt. À, ví dụ như cái lớp thứ tư lớp tài nguyên môi trường là thầy hỗ đầu tiên là chỉ có một bạn đạt yêu cầu của thầy, sau đó thì thầy chia nhóm ra thầy hỗ trợ dần dần, chứ thầy 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 không hỗ trợ một lúc hết được, bởi vì các em thấy cái đặc thù của cái này mà hỗ trợ nguyên một lớp là nó ngồi nó ngủ nó không nghe, cho nên là thầy chia nhóm ra. Rồi thế bây giờ các bạn nhìn cái bảng Giang nè, nó xung đột từ trên xuống dưới, thấy chưa, nó xung đột từ trên xuống dưới. Thầy tìm một cái bài trích dẫn thấy không có, hình như dưới có một hai trích dẫn đây, hướng có một trích dẫn, hướng có một trích dẫn, xong rồi bắt đầu dưới đúng một trích dẫn luôn. Như vậy cái này là cái rất là lưu ý của chúng ta, các em phải có trích dẫn. Các em nói là thầy ơi nó là của em mà em đâu có cần trích dẫn. Không phải đâu các em, mình phải đọc của người khác mình mới biết người ta đã nói cái gì rồi, rồi lúc đấy mình mới dựa trên những của người ta mình phát triển thêm. Chứ còn mình chưa đọc của người ta làm sao mình biết rằng là họ đã có chưa, đúng không? Cho nên là đó là ý kiến của em là đúng, nhưng mà ý kiến của em nó đã có rồi thì cái ý kiến của em nó phải gì, nó phải đi sâu ý kiến người khác và cái trích dẫn là ý kiến người khác. Trên chính là vậy mà nghiên cứu học cần phải đọc đọc để mình biết người khác nói cái gì và mình phát triển cái của người ta thêm, chứ không phải là mình đi lại cái người khác. Đi lại cái của người khác thì khoa học biết bao giờ mà phát triển, cho người ta buộc các em phải đọc. Và đó là lý do vì sao phải trích dẫn ở những chỗ cần thiết. Ví dụ như thế này, quản lý kinh tế là một xu hướng tất yếu ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Vì đất nước muốn phát triển cho nên là phải bắt đầu từ kinh tế, phát triển kinh tế là điều kiện mục tiêu hàng đầu đất nước. Cái này là cái ngôn từ của bạn này ha. Đây, như vậy cái câu này là cái khái niệm đúng không các em? Khái niệm thì mình phải có gì? Mình phải có nguồn chứ. Đúng không? Khái niệm mình phải có nguồn. Cái khái niệm này là nó đơn giản tại vì nó là 1.500 từ cho nên không yêu cầu các em phân tích sâu. Khi nào em biết nghiên cứu học thì sẽ hướng dẫn, nhưng mà ở đây ít nhất mình phải cần nguồn, trích nguồn ở đâu.
Thì các em chỉ cần gõ trên mạng sẽ có rất là nhiều khái niệm quản lý nhà nước kinh tế. Rồi, tự nhiên nghe sau đó cái bắt đầu bạn đang nói về cái gì? Thực hiện chức năng quản lý nhà nước kinh tế đúng không? Hả? Thật ra cái đoạn này có cần không các em? Cái đoạn này có cần không? Cái đoạn này bạn có thể bỏ. Cái đoạn dài dòng này bạn có thể bỏ. Bạn chỉ cần nói là quản lý nhà nước kinh tế là hoạt động chức năng. Rồi. Thế nó khác là quản lý nhà nước thực hiện gì các em? Nó khác là quản lý nhà nước thực hiện những cái chức năng gì? Nếu tự nhiên ở đây cái nếu không xác định rõ chức năng các bạn thấy tự bị lật không? Bị lật không? Đó. Hay nói khác là quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà thực hiện những cái chức năng cần thiết về quản lý nhà nước về kinh tế và chúng ta đưa qua khái niệm chức năng quản lý nhà nước về kinh tế là hình thức biểu hiện vân vân. Thì cái này cũng phải gì các em? Phải gì? Có trích dẫn không? Chỗ này phải trích dẫn không các em? Trích dẫn Dạ chứ. có thầy. Tại vì nó là khái niệm mình không thể tự mình ra được. Gồm có bốn chức năng. Thứ nhất là thế này. Như vậy cái này có trích dẫn không các em? Nền kinh tế này cái này là cũng 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 có cho nên sót nè bốn cái nhằng đang ha định hướng chức năng gì các em định hướng xã hội chủ nghĩa định hướng kinh tế dễ gây ra rồi cái chức năng một chức năng của nó mà dữ dàng vậy bây giờ mình thì lúc đây mình phải tách ra gồm có bốn chức năng xuống dòng thứ nhất tại vì mình đang phân tích cái chức năng này nè đó đang phân tích cái chức năng này ha rồi các bạn nhìn coi các bạn viết một tràng một tràng một tràng một tràng đâu rồi thầy đang tìm cái chỗ mà dừng lại để thầy hít thở đâu mà đâu mất rồi đó nguyên một cái chỗ này không có chỗ nào dừng lại để hít thở luôn các em đó các em thấy không tới thứ hai thứ hai xong cái bắt đầu là thứ hai tạo lập nè bạn mới viết 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 viết. Như vậy nguyên cái chỗ này để làm gì đây? Chức năng định hướng là chức năng gì đây? Đây, chức năng định hướng là chức năng kết quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cái tất cả những cái này là bạn đang chép lại của người khác nè. Đang chép lại của người khác nè. Và các bạn thấy chung chung không các em? Chung chung không? Nó rất là chung chung, đúng không? Cho nên là mình nói chức năng định hướng thì mình phải trước hết là mình phải nói là chức năng định hướng có nghĩa là gì có nghĩa là khái quát sơ sơ là cái gì các em là tạo ra những cái nền tảng để mà hướng các cái chủ thể trong nền kinh tế vận hành theo cái hướng có lợi cho sự phát triển kinh tế bền vững đó là chức năng định hướng đúng không thế thì nhà nước định hướng bằng cái gì nhà nước định hướng bằng cái gì thì lúc đấy mình phải nói rõ ra và có ví dụ chứ mình mới thuyết phục chứ các em viết như vậy đâu có thuyết phục đúng không chứ chẳng hạn như nhà nước định hướng các chủ thể kinh doanh bằng gì đây bằng những quy định bằng gì đây đây ví dụ mình ví dụ ra thì em thấy cái chỗ này mà chấm mà không dấu viết hoa là do sao ta do có qua hay là do sao em đây nè nhà nước nè đó cho nên là em thấy không như vậy cái này thiếu ví dụ thiếu dẫn chứng tùy theo nội dung mà mình viết thiếu dẫn chứng và thiếu thuyết phục cho nên đây là cái lỗi của bạn rất là nặng ha cho nên bạn phải đọc thêm nhiều cái chức năng định hướng của nhà nước chức năng định hướng nhà nước bằng định hướng cái gì ví dụ chẳng hạn nhà nước định hướng thị trường tài chính nhà nước dùng cái gì như thế nào làm như thế nào vân thì đó là như vậy còn mới nãy cái chủ đề mà tự do thì các em có thể lấy những nghiên cứu của nền kinh tế trên thế giới chẳng hạn như Mỹ là nền kinh tế tự do có sự can thiệp của nhà nước như thế nào mình có thể so sánh mình có thể liên hệ mình có thể lấy ví dụ các em nha như vậy cái bài của bạn là bạn đang có tình trạng là thầy viết theo các em nhớ lần trước mà thầy hướng dẫn các em không thầy nói là viết theo kiểu độn cơm không thì bài của bạn đang viết theo kiểu độn cơm này các em thiếu hàm lượng chất xám mang tính chất độn cơm mang tính chất diễn giải chẳng hạn như theo cái thói quen theo thói quen mà không những các em đâu mà nhiều người lắm theo thói quen tự nhiên vô cái nền kinh tế thị trường cái bắt đầu vô cái mặc định là nền kinh tế thị trường có vai trò vô cùng quan trọng tự nhiên mất nguyên một đoạn diễn giải cái vai trò của nó trong khi mình không biết là cái nội dung của mình nó đang là cái gì đúng không các em tự nhiên cái bắt đầu là cứ cái ý gì bắt đầu là hỏi đặc điểm của tài chính đặc điểm của ngân sách cái gì đấy gọi là ví dụ như một câu đặc điểm của cái gì đấy ha thì hay vô mình phân tích sâu cái đặc điểm đó thì tự nhiên mình không phân tích mình lại nói cái vấn đề đó là một vấn đề quan trọng vô cùng quan trọng chính vì vậy mình nhận biết cần phải là cái tự nhiên của mình phải có phải là mình đang đồng ý không các em đồng ý
Cho nên các em cứ thấy cái thói quen viết của em là cứ cái gì tự nhiên cái lôi ra cái vai trò ý nghĩa quan trọng của nó nguyên một đoạn thiệt dài, sau đó mình mới đi vào nội dung chính, mà chính vì mà nội dung chính cũng không đủ độ sâu. Đó là cái sai lầm rất là phổ biến của các em trong quá trình mà chúng ta viết, các em hình đúng không? Cho nên là các em phải rút cái kinh nghiệm ra và hạn chế cái kiểu viết như vậy, hạn chế kiểu viết độn cơm, độn mì độn cơm, giống như hôm trước thầy nói mì độn cơm. Đây nè, môi trường thì đây nè, tự nhiên bạn nhảy vô ha, tạo lập môi trường. Đáng lý mình phải nói tạo lập môi trường bằng cái cách như thế nào thì bạn lại nói quá chừng về cái vai trò, các em thấy không? Tạo lập môi trường thì hoạt động sản xuất kinh doanh đều diễn ra trong môi trường nhất định, ra không có sự nền chính trị sẽ không đầu tư. Như vậy các bạn thấy không, nó không nó phớt ở bên ngoài, nó phớt ở cái dáng cái bán ở trên, nó không có đi sâu vào cái nội dung bên trong. À, như vậy các em thấy là tạo lập môi trường có nghĩa là gì? Tạo những cái nền tảng thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nó hình thành và phát triển. Môi trường, tạo dựng môi trường bao gồm tạo dựng môi trường chính trị ổn định, đúng không? Mình lấy ví dụ ra, tạo lập môi trường ở môi trường gì các em, môi trường pháp lý, lấy ví dụ ra, tạo lập ở môi trường bằng cách là xây dựng cơ sở hạ tầng, lấy ví dụ ra. Rồi các em hình vô không, tạo ở môi trường là an ninh an toàn, lấy ví dụ ra. Đó, các em lấy ví dụ. Đây nè, lấy ví dụ. Các em có con, các em nói quá nhiều, ví dụ như là xây dựng hệ hạ thống hạ tầng như vậy. Các em đã nói em tự nhiên cái lời của ngôn từ của mình là nó mình đang cần một số lượng từ nó ít, nhưng mà bạn nói như vậy là quá thừa. Bây giờ các em nghĩ coi, với cái trình độ của các em có liên quan đến các kết cấu hạ tầng, các em có cần phải giải thích giao thông đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng nước cần thiết không các em, trong nghiệp phạm vi 1.500 tự không? Mình phải nói cái gì vĩ mô hơn, ví dụ như là thứ hai là nhà nước cần phải xây dựng và hoàn thiện cái kết cấu hạ tầng để cho nền kinh tế hoạt động, chẳng hạn như để xây dựng, để thu hút cái vốn đầu tư, cái doanh nghiệp có vốn FDI, nhà nước cần phải xây dựng các khu công nghiệp, đúng không, các cơ sở hạ tầng, hoặc là nhà nước cần phát triển giao thông để xây dựng, tạo nền hình nền tảng để gì, để phát triển cái hệ thống logistics, nhà nước xây dựng hệ thống cảng biển để phát triển gì, hệ thống logistics, nhà nước xây dựng hệ cái hạ tầng công nghệ thông tin để vận hành cái hệ thống logistics. Mình thấy nó vĩ mô như vậy thì nó sẽ sâu hơn và nó sẽ hay hơn chứ, đúng không? Đâu có, các em cũng có nói hạ tầng thông tin này nhưng mà cách nói của các em nó không có phù hợp. Chẳng hạn như ví dụ như Singapore, nhà nước đã tạo, đã xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng như thế nào và nó tạo tiền đề cho sự phát triển của kinh tế ra sao, mình đưa vào ý vô ví dụ như vậy thì nó ra cái chất của cái bài viết. Rồi các em hình dung chưa? Hình dung chưa các em? Dạ thầy. À, mình phải hình dung để mà mình cố gắng mình đi sâu ha, tránh cái lối viết độn cơm, tránh cái lối viết mà vai trò quan trọng vân vân, cái lối viết đó là lối viết mà bí ý và cái lối viết của người thiếu đọc nhiều. Em ha, đấy là lối viết của người không có đọc nhiều. Cái lối viết này rất là nguy hiểm, đó là lối viết của cái tư duy lười. Cho nên mình phải bỏ cái lối viết ra đi. Các em nha, bỏ cái lối viết ra đi. Rồi, như vậy là một số cái cách sửa để các em biết, cho thầy biết ha, thầy để em hình dung ha. Cái bài mà bạn mà thầy nói bài được 5 điểm đó, là cái bài đó là bài của bạn Kiều. Một bạn Kiều là chỉ cái bài mà thầy thấy hài lòng hơn nhiều nhất trong những các bài. Còn lại thì không ổn. Không ổn. À, các em viết nó đơn thuần quá. Các em viết nó đơn thuần quá ha. Cho nên bạn Kiều phải cố gắng thêm. Bạn Kiều thêm tài liệu vô, đọc thêm nhiều vô để mà mình viết gọn hơn, sâu hơn và mình phân tích nó sắc sảo hơn. Phân tích nó sắc sảo hơn ha. Cái câu này không theo các mác, không chịu trích dẫn. Mà xuống thứ cái câu này là trích dẫn. Cái theo các mác là phải trích dẫn đúng không em? Lúc này phải trích dẫn. Ông ở tác phẩm nào, ông năm nào phải trích dẫn chứ đó, phải trích dẫn chỗ này. Thì tự nhiên cái ý này nó liên quan gì đến cái kia các em? Cái ý này nó liên quan gì đến cái mô hình phát triển của mình? Có không? Nếu mà có thì mình phải dùng những cái tụm để mình liên kết lại. À, mình pha viên trước cả cái chỗ này là nên để sau cái chỗ này nè. À, nên để sau cái âm này.
là nó sẽ ra nó đỡ hơn ha, nó đỡ hơn rồi. Cái chỗ này đâu các em, cái này phải trích dẫn chứ, ở đâu mà ra khơi vậy, đâu mà ra khơi vậy? Ở đây thầy mới đang nói, đang sửa về cái trích dẫn thôi các em nha, chứ thầy chưa có sửa về cái, sửa sơ sơ về trích dẫn và diễn đạt, thầy chưa có sửa về cái tư duy. Tại vì cái tư duy của mình nó bình luận, nó phân tích như thế nào thì hôm sau thầy sẽ có cơ hội thầy sửa tiếp. À, ví dụ viết như thế nào thể hiện là mình có tư duy, mình có tư duy phân tích, tư duy biện luận, là mình viết như thế nào thì mình sẽ có được những cái đấy. Cái nhận định này là nhận định rất là lớn mà bạn không có trích dẫn. Ở đâu ra cái nhận định này, đúng không? Nó là một nhận định rất là lớn, mình phải có trích dẫn để chứng cứ. À, và cái trích dẫn này các em cũng không nên bám vào một cái tài liệu như vậy, tại vì nó sẽ làm mất đi cái sự phong phú về cái nguồn tài liệu của mình. Em thấy bạn viết nó sâu hơn chút xíu không? Nó sâu hơn chút xíu. Nhưng mà viết như này nó sâu hơn chút xíu thì thấy nó viết có sâu, có chiều sâu, nhưng mà trích dẫn phải bài bản hơn một xíu cho thầy. Và thoát ly cái một người này đi em ha, thoát ly một người này à, và các em đưa vào phân tích nhiều hơn cho thầy, đưa vào phân tích nhiều hơn. Chẳng hạn như thế này đó, nền kinh tế trong khuôn phát triển thương mại tự do được thực hiện hầu hết các nước tư bản châu Âu. Rồi như vậy là đây, các em phải chuyển cái này xuống nè, đáng lý phải chuyển cái này xuống nè. Đó. Trong mô hình kinh tế thị trường tự do, sự cam định nghĩa vào quá trình được hạn chế mức thấp do vực cạnh tranh. Rồi thì nói khác, mô hình này thì cao vai trò sở hữu nhân, nói như vậy tự nhiên có cái thấy, thấy cái riêng của mình không, thấy cái ý của mình chen vô mình phân tích không? À, bỏ cái này đi, nhà nước bảo vệ chế độ sở hữu tư nhân và công quyền tự do đồ. Em thấy không? Như vậy tự nhiên là nó ra được cái ý của mình, nó ra cái một chút xíu cái ý của mình, nó có cái để bình luận cho mình. Cái đoạn này cũng vậy nè, cũng cũng trích dẫn của người khác nè, trích dẫn vô nè. Trong mô hình này, khi vai trò động lực phát triển của lợi ích tư nhân và lợi ích cá nhân, hay gọi là lợi ích cao, câu này là câu không có rõ nghĩa các em nha. Câu này là thầy hiểu ý của bạn, nhưng mà viết như vậy là diễn đạt như vậy là không rõ nghĩa, em phải tìm một cách diễn đạt khác, diễn đạt không rõ đó. Rồi các em nhìn ha, như vậy là hàng loạt những chỗ, hàng loạt những cái thứ mà bạn cần phải phải chỉnh lại, bạn cần phải sửa lại về mặt trích dẫn cho thầy. Bạn viết gọn lại một chút xíu, bạn viết thể hiện cái sự phân tích một chút xíu nữa, sự lập luận một chút xíu nữa, và bạn thêm cái tài liệu một chút xíu nữa là bạn sẽ được, bạn là sẽ bài này sẽ ok. Này bạn vẫn phụ thuộc vào quá ít tài liệu tham khảo, và gần như là các em chụp được cái nào lấy gần như là nguyên vẹn cái đó vô, và các em thiếu sự so sánh đối chiếu giữa các cái nghiên cứu. Em thấy ông Phương với Hải Hà nè, cho nên mình phải làm sao để đưa nhiều cái nghiên cứu vào để mình có được nhiều góc độ khác nhau để mình bình luận, mình lấy cái này nó đỡ cái kia thì bài nó mới ra. Đằng này các em đưa có mấy cái như thế sao là sẽ được, gần như là các em lấy của người ta mất rồi, nếu mà đưa bốn cái gần như lấy bốn cái ông chết đưa mất rồi, có nghĩa cho nên là phải diễn đạt lại ha, ngôn từ nó phải là ngôn từ của mình để mình rèn được ngôn từ của mình. Rồi đây là cái bài của bạn Kiều, bài mà thầy đã ra được nhất trong các cái bài đó. Còn rồi các em thấy ha, như vậy qua cái này thì rút ra một điều gì? Trước hết các em có thể biết thao tác trích dẫn nhưng các em không nắm được cái hồn của trích dẫn. Cái hồn trích dẫn là cái hồn nằm trong nội dung trích dẫn, trong nội dung nè. Đó, những cái chỗ có thể yêu cần trích dẫn nè. Ha. Rồi khi trích dẫn rồi thì trích dẫn xong mình bình luận, cái đưa cái ý kiến của mình vô, mình bình luận cái phần trích dẫn ra làm sao để cho thể hiện cái tư duy phân tích và cái tư duy nhận định của mình, để thể hiện cái sự am hiểu của mình về cái vấn đề đó. Thì đó là cái thứ, cái lưu ý. Và thứ hai là các em phải đọc nhiều cái nghiên cứu hơn. Cái này đọc quá ít, nhiều nghiên cứu hơn em nha, nhiều nghiên cứu hơn đó cho thầy. Để gì? Để mình so sánh, mình đối chiếu, mình lật vấn đề qua lật vấn đề lại,
ông này thì nói thế, ông khác lại nói thế, ông kia lại nói thế, và cuối cùng thì mình thấy rằng là như thế, như thế, như thế. Thì đó mới là cách viết có gì, có nghiên cứu tài liệu tham khảo và có gì các em có dẫn chứng, à, có dẫn chứng. Rồi các em hình dung chưa? Các bạn, các bạn nào còn hỏi gì nữa không các em? Hiểu hơn, hiểu hơn cách viết chưa? Còn những bạn nào tệ quá thì thật ra là thầy không biết sửa như thế nào đối tượng, hay là phải phải bắt mò lại từ đầu, hoặc là thầy nhờ bạn nào mà sau khi hoàn, sau khi nắm viết được cách, nắm được cách viết thì phải cầm tay chỉ việc hướng dẫn bạn để cải tạo bạn. Chứ còn kiểu này là không ăn thua, cái kiểu mức độ sai, sai nghiêm trọng như vậy là thuộc cái đối thủ mà khó, bệnh khó, phải cần phải thuốc quý hiếm mới chữa được. Rồi các em còn như vậy các em cảm nhận rõ hơn một chút xíu về cách viết chưa các em? Rõ hơn chưa? Bây giờ thầy mời bạn Yến Nhi, có hỏi nữa không em Yến Nhi? Đâu rồi Yến Nhi ơi? Các em cứ mạnh dạn chủ động lên, không có gì phải ngại hết. Thầy trò mà ngại cái gì? Mình nói sai nói lại, có gì đâu mà ngại. Rồi bạn, các bạn khác có gì hỏi nữa không các em? Tranh dựa vào hai cái ba bài mẫu mà thầy sửa đó, các em sẽ nhận ra được là những cái nhược điểm của bài viết của mình như thế nào và mình chỉnh lại. Nhưng mà đa phần lỗi của các em là lỗi viết theo kiểu độn cơm, mì độn cơm là một. Thứ hai là trích dẫn không đúng chỗ. Và thứ ba là chúng ta thiếu những nhận định bình luận riêng. Và thứ tư là diễn đạt dài dòng. Và thứ năm là không có đọc nhiều tài liệu tham khảo. Cho nên là mình thấy một hai cái mình đưa vô, cái thành ra là mình coi như là ý của người ta mất rồi, mình chỉ chép lại thôi. Không phải là cái của riêng mình từ việc đọc những người khác. À, các em hiểu hình dung không các em? Rồi, thế các bạn nào hỏi nữa? Các em có hỏi nữa không? Hello, các em. Dạ, dạ thầy ơi, cho em hỏi là nếu mà mình viết cái bài luận thì cuối bài thì là mình viết viết như thế nào thầy? Tóm bài hả, kết luận hả? Dạ. Cái phần kết luận nó có hai cái nội dung, các em phải viết được hai nội dung. Nội dung thứ nhất là các em tóm lại được những cái ý trên. Cái nội dung thứ hai là em nếu có thì em mở ra cái ý mới. Mở ra cái mới ha. Chẳng hạn ví dụ như là về vấn đề về các cái mô hình kinh tế thị trường trong lịch sử, thì các em thể nói là qua phân tích trên thì có thể thấy là trong lịch sử thì nó có hình xuất hiện cái mô hình kinh tế thị trường tự do, và sau đó thì do bộc lộ những cái nhược điểm cho nên nhà nước nhiều quốc gia bắt nhiều chính phủ bắt đầu thực hiện sự can thiệp của mình, và từ đấy xuất hiện cái mô hình thứ hai, đó là mô hình về mô hình kinh tế thị trường có sự can thiệp. Và đến những năm gì đó sau đó thì các nước xã hội chủ nghĩa xuất hiện, thì với đặc điểm riêng biệt của mình thì bắt đầu hình thành một mô hình mới, là mô hình kinh tế thị trường có sự can thiệp của nhà nước, của định hướng xã hội chủ nghĩa. Ví dụ như là Việt Nam, ví dụ như là Việt Nam, ví dụ như chẳng hạn ha, các em có thể biết chắc thì em có thể nói thêm Trung Quốc vân vân, nhưng mà không thì ví dụ như Việt Nam. Và tuy nhiên điều này thì cái việc mà xuất hiện những cái mô hình đã bắt đầu là mình tóm lại ha, các em thấy tóm lại chưa, bắt đầu mở rộng nè. Mình mở rộng nè, việc xuất hiện những cái mô hình kinh tế trong lịch sử thì nó gần như là một cái sự tất yếu do xuất phát từ cái sự thay đổi về chính trị, thay đổi về kinh tế. Thay đổi về chính trị, về kinh tế, cho nên trong thời gian tới thì theo Marx thì có thể giống như bạn Kiều có thể xuất hiện thêm một cái gọi là cái mô hình kinh tế cộng sản, ví dụ như vậy. Thì đó là cái mở rộng. Như vậy các em thấy cái gốc bài của mình gồm mấy phần đấy? Hai phần tóm và mở. Với cái bài như vậy thì mình tóm như vậy, mình mở như vậy. Còn với cái bài về chức năng đúng không, thì mình nói là như vậy thì về mặt theo một số tác giả, theo nhiều tác giả, theo ông gì đó thì là có nhà nước có thực hiện bốn chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, và bốn chức năng này là bốn chức năng cơ bao gồm bla bla bla, đây là bốn chức năng cơ bản và giúp cho nhà nước có thể tác động đến các cái thành phần trong nền kinh tế một cách tốt nhất, và cũng là một trong những cái nội dung, cái kiến thức, một trong những cái vấn đề mà giúp cho nhà nước thực hiện đúng và đủ cái chức năng của mình để không bỏ sót các chức năng.
Và một khi mà nhà nước thực hiện tốt những chức năng như vậy thì các cái chủ thể trong nền kinh tế mới có điều kiện thuận lợi để phát huy hết cái khả năng của họ, mới có thể đóng góp được vào sự phát triển kinh tế, không vân, tạo ra cái giá trị thặng dư, không giá gọi là giá trị tăng thêm, ví dụ như vậy. Thì cái phần như vậy em thấy phần đầu này thì tóm, phần sau thì mở không, mình tóm em mở. Như vậy là mình nói rất là chặt, không có theo kiểu độn mì, không theo kiểu độn cơm, và thậm chí là nhiều khi cần thiết mình phải trích dẫn ngay cả cái tài liệu, ngay cả kết luận luôn em nha, ngay cả kết luận. Cho nên đấy là lý do vì sao thầy vẫn khuyên em đọc nhiều, vẫn phải đọc nhiều là cái quan trọng nhất. Không đọc là không bao giờ trưởng thành, không bao giờ tiến bộ. Trên những bài đọc mà thầy đưa các em và thầy yêu cầu các em đọc trên lớp, đó là đọc để mở rộng cái tư duy của các em, chứ không phải là giới hạn trong cái chương trình không, không phải giới hạn trong cái sách không. Thì các em thấy ha, mình học về chức năng nhưng mà mình hiểu về cái kinh tế của Trung Quốc, mình học về gì nữa các em, về công về về phương pháp nhưng mình hiểu được kinh tế của Hàn Quốc, các em thấy không? Và mình có những ý niệm để mình đưa về cái nền kinh tế của mình, và sau này mình có thể nó có những đề xuất về mặt giải pháp, về mặt chính sách khi cần. Thì đấy chính là cái sự rộng mở trong cái bài học. Rồi như vậy các em hình dung cái cách viết kết bài chưa? Mở bài kết bài automatic nhảy vô là viết liền, không có vấn đề gì, không cần cầu kỳ. Mở bài là cho người ta biết mình đang nói cái gì, sắp nói cái gì. Kết bài tóm lại mở rộng ra, xong. Được chưa? Dạ, hiểu rồi thầy. Rồi còn bạn nào hỏi gì nữa không? Em còn hỏi nữa không? Kiên, hỏi nữa không em? Đâu rồi, các bạn hỏi nữa không? Các em. Hello, hello. Em đâu vậy? Dạ không thầy ơi. Rồi, nếu không thì các em về viết lại, gửi lại cho thầy và chúng ta kết thúc tại đây. Dạ Dạ, thầy ơi. khi nào nộp lại bài với thầy? Khi nào nộp lại bài? Trong tuần sau nộp lại cho thầy. Chốt lại thầy, trong tuần sau nên đọc lại thầy ha, Dạ là thứ mấy thầy? trong tuần sau thầy cho giới hạn là thứ hai. Thật ra là các em cho nhiều, các em có nhiều thời gian để các em dây dưa, cho ít thì các em cũng có nhiều thời cũng cũng có đủ thời gian để làm, cho nên là nhưng mà thôi thì tại vì thứ bảy chủ nhật thầy cũng không có ra danh, thầy cho em thứ hai. Dạ vậy là hạn là hết ngày thứ hai đúng không thầy? Khuya ngày thứ hai Dạ. rồi các em ha, lưu ý làm gửi cho thầy sửa wow, bằng rồi được chưa các em ha, còn gì hỏi nữa không, hỏi luôn đi các em. Còn hỏi nữa hỏi luôn các em, nếu không hỏi thì chúng ta kết thúc tại đây. Dạ, em chào thầy. À, rồi, ok, chào các em Dạ, ha. em chào thầy. Rồi, chào các em. Dạ, thầy ơi, cho em hỏi bên ngoài xíu được không thầy? Rồi, sao em? Cái thực tập tới là mình cũng viết nhật ký như lần trước hay là lần này mình sẽ viết đề tài như mấy anh chị khóa trước thầy? À, không có viết đề tài, tại vì cái đề tài các em chưa đủ khả năng viết, không phải không đủ khả năng viết mà nó cũng không thú ích gì. Thì Dạ. thầy đang 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 tính là thay vì bây giờ thì thầy vẫn yêu cầu các em viết giống như trước, rồi đến năm ba là mình có 2 đợt thực tập nữa đúng không, Dạ đúng rồi thầy. năm ba thì thầy sẽ yêu cầu các em tìm một vấn đề của người ta và mình đưa ra cái phương hướng giải quyết bằng cách áp dụng những lý thuyết mình đã học để mà giải quyết cái vấn đề của người ta. À, và viết giống như một bài luận bình thường khoảng 3.000 chữ, chứ không có viết theo kiểu giống như ngày xưa. Ngày xưa là chương lý thuyết, chương thực tiễn, chương giải pháp, xong viết xong chả được cái gì hết, toàn là đi cóp của thiên hạ không. Cho nên các em cứ viết theo kiểu dạng viết luận này mà nó còn tiến bộ hơn là viết theo kiểu kia, cho nên là không có phù hợp. Thành ra là sau này khi bài bài luận đến năm thứ ba các em đủ lông đủ cánh rồi thì lúc đấy thầy sẽ yêu cầu là tìm một cái vấn đề của cơ quan thực tập và đưa ra phân tích cái vấn đề đấy và đưa ra cái giải pháp để mà mình xử lý cái vấn đề đấy, mà cái giải pháp đó phải dựa trên cơ sở lý thuyết chứ không phải do mình nghĩ ra, các em hiểu không?
Thì đó là cái vấn đề của học năm thứ ba. Thì năm thứ ba thì mới triển khai, còn năm này thì các em vẫn viết như lúc trước, nhưng mà các em lưu ý viết như lúc trước nhưng với một hàm lượng khác, em lưu ý ha. Còn hàm lượng khác như thế nào thì lúc mà đi thực tập thì thầy sẽ hướng dẫn thêm. Dạ. Rồi, ok. Rồi, các em còn gì nữa không? Rồi, nếu không còn gì thì chúng ta kết thúc và chúng ta nghỉ ngơi các em nha. Good night các em. Dạ, em chào thầy. À, good night các em. Dạ thầy ơi, cho em hỏi là lần nữa, thứ hai là mình là ngày mốt đúng không? Nộp đúng không thầy? Thứ hai là ngày, à không, thứ hai tuần sau em một tuần, thầy cho em một tuần. Dạ, thứ dạ. Hai tuần sau. Dạ là tuần sau nữa đúng thầy? Ờ, các em đúng ra một tuần cho thầy. Bữa nay là chủ nhật, mai thứ hai là có một ngày à. Ở mai chủ nhật, mốt thứ hai có hai ngày à. Dạ. Dạ, chào thầy ạ. Rồi, ok các em.